Hôm nay mình về một cái súp 2 tấc rưỡi đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, đó là Bon Audio, model là BSW 110. Con này màu cherry rất là đẹp. Màu cherry. Vân gỗ rất là sang trọng. Bát của nó là bát ốp mặt 25. Giá con này cực kỳ hấp dẫn luôn. Chỉ 4 triệu rưỡi thôi. Rất là đẹp. Đặc biệt cái tiếng trầm của con này mình nghe so với những cái dòng như Yamaha hoặc là clip thì con này tiếng nó hay hơn rất nhiều. So với tầm tiền á, mình nghe nó còn hay hơn những con khoảng 7-8 triệu của những hãng kia. Bon Audio. Cái lưới này là lưới sắt này. Muốn mở ra thì các bạn phải đưa cái tuốc vít về các bạn này. Đè các góc nha, chứ không nó bị cấn mốt thì nó uổng. Súp rất là đẹp. Con này thì nó nặng là 15 kg, bát 25. Bát rất là to, gân này gân cao su và rất là dày này. Cái gân càng dày á thì cái tiếng bát nó đánh càng lực. Cái đường kiềng này rất là đẹp. Đó. Cái này thì phải nói tháo lưới ra cũng đẹp mà để lưới cũng đẹp. Nhưng mà các bạn đẩy lưới lại đi để phòng là chuột cái dáng nó chui vào, hoặc là để lưới ra ngoài rất là dễ bị mất. Đây phía sau cắm dây nguồn, nguồn điện là auto 100 đến 230, volume, nút chỉnh các tầng, đường vào có đường vào bằng dây loa và đường ra bằng dây loa, đường vào bằng breakout, subwoofer in đầy đủ. Như vậy đường vào chúng ta không sợ rồi. Có nhiều âm ly nó không có cái đường breakout để ra sub thì các bạn nhiều cái đòi hỏi phải có đường vào này, đường vào dây loa này, thì con này có nhiều cái sub nó không có đường vào này, mà âm ly nó không có đường AV sub thì thua luôn. Đây đầy đủ nha, giá là 4,5 triệu. Bây giờ mình sẽ test nhạc luôn. Bên mình có bán USB ổ cứng test sẵn nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128 GB 800 ngàn, còn một cái ổ cứng là 1 ngàn GB giá 2 triệu.